đầu tiên là dây run cheese. Dây cột run cheese đã có từ thập niên 80-90 và đến hiện nay xu hướng này đang quay trở lại. Áo blazer kết hợp với quần jean và áo thun. Đây là công thức mix đồ thú vị phù hợp với mọi mùa. Mùa hè các bạn có thể chọn những chiếc áo blazer tay cộc. Còn đối với set đồ 2, xu hướng cộng gợi ý thêm cho bạn đó là kết hợp cùng một đôi sneaker để trông trẻ trung, năng động. Hoặc lựa chọn giày cao gót, da mũi nhọn, tạo dáng vắt chéo chân. Khi chụp ảnh, bạn có thể khéo léo đá chân sang một bên, chân ngoài hướng về phía máy ảnh, chân sau để tự nhiên. Với phần tay, bạn có thể đưa lên vuốt nhẹ tóc,